Bột xịt lợn khuẩn nano đường kính van tóc đột phá trong việc giúp duy trì giá trị pH và kháng khuẩn tự nhiên cho âm đạo luôn khỏe mạnh. Với công thức độc đáo sản sinh axit để giữ giá trị pH trong khoảng 3.5 đến 4.5, giúp ngăn ngừa các tình trạng ngứa, rát, khó chịu ở âm đạo, loại bỏ các vi khuẩn, ngăn ngừa viêm nhiễm phụ khoa và giúp vùng kín luôn khô ráo, sạch sẽ. Điều tiết độ ẩm cho vùng kín, giúp ngăn ngừa tình trạng ẩm ướt, khó chịu. Van tóc chứa các thành phần kháng khuẩn tự nhiên giúp ức chế và tiêu diệt vi khuẩn, ngăn ngừa sự phát triển của chúng trong vùng kín. Có khả năng cân bằng độ pH của vùng kín, giúp duy trì sự cân bằng sinh lý tự nhiên và hạn chế sự phát triển của vi khuẩn gây bệnh. Khử mùi hôi, giảm tình trạng khí hư bất thường ở vùng kín. Tái tạo lại lớp niêm mạc âm đạo, giúp cho vùng kín được bảo vệ và duy trì sự khỏe mạnh. Sản phẩm đã có mặt tại hệ thống cửa hàng làm đẹp, được cam kết về chất lượng sản phẩm chính hãng, đầy đủ hóa đơn chứng từ, hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng và chính sách hợp lý cho khách hàng, cùng mức giá ưu đãi tốt nhất thị trường. Thank you.